Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ngân Khánh lần đầu tâm sự chuyện rời showbiz để lấy chồng. Ngân Khánh là gương mặt quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và tài năng diễn xuất ổn định, kín tiếng trong chuyện đời tư, nên việc sao nữ gọi giấc mơ về đã yên bề gia thất từ lâu khiến nhiều người bất ngờ. Khán giả có chút tiếc nuối nhưng Ngân Khánh lại hài lòng với sự lựa chọn của mình. Vào tối ngày 13 tháng 9, Ngân Khánh đã gây chú ý khi trải lòng về cuộc sống hiện tại. Một khán giả đã đặt câu hỏi cho cô rằng, sau năm đó chị lấy chồng bỏ lại sự nghiệp đi du học đạo diễn ạ? Em nghĩ nếu chị ở lại chuyển hướng qua người mẫu quảng cáo đại diện nhãn hàng thì có lẽ sẽ đạt được nhiều hơn. Ngân Khánh biết đây không phải là thắc mắc của một mà rất nhiều người hâm mộ. Do đó, nữ diễn viên quyết định sẽ đưa ra câu trả lời cho tất cả những ai còn trăn trở. Ngân Khánh tâm sự, mỗi con đường luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Nếu được lựa chọn lại thì cô vẫn gắn bó với con đường đang đi. Khánh đang thấy, đang học và đang lĩnh hội được rất nhiều điều trong cuộc sống mà nếu ngày xưa ở lại, có lẽ sẽ không có cơ hội để hiểu và biết nhiều như hôm nay. Quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người đó là biết điều gì là quan trọng nhất. Dù là con đường nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải đi đến cùng mục tiêu mình mong muốn, nữ diễn viên tâm sự. Những chia sẻ của Ngân Khánh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cho dù đã gác lại sự nghiệp để lấy chồng và du học, nhưng hiện tại cô đang có cho mình cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, ngoại hình xuống cân của nữ diễn viên cũng khiến khán giả lo lắng. Trong bức ảnh đăng tải, Ngân Khánh lộ rõ xương ở cổ và ngực. Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn trẻ trung và mặn mà đáng ngưỡng mộ. Một số bình luận liên quan: bạn nói đúng, cái danh vọng cho ta nhất thời thôi, người trong cuộc sẽ biết chọn cái gì tốt hơn. Chị Khánh ráng ăn rồi tập luyện cho mập lên xíu nha, có da có thịt càng đẹp á chị. Em nghĩ chị chọn con đường này là đã suy nghĩ rất rất nhiều, thế nên mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ chị. Khánh vẫn trẻ như xưa nhưng tăng cân thêm chút nữa sẽ xinh hơn. Chị bị lão hóa ngược hay sao ấy, càng ngày càng xinh. Khán giả quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của nữ diễn viên. Sau gần 20 năm gia nhập làng giải trí, Ngân Khánh dường như chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về nhan sắc. Tuổi nay đã U40, nhưng cô vẫn duy trì vẻ tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên giống như bị thời gian bỏ quên. So sánh hình ảnh trước đây với bây giờ, người hâm mộ trầm trồ khi visual của cô thăng hạng hơn. Không hoạt động sôi nổi trong showbiz, nhưng Ngân Khánh vẫn là cái tên gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Cô kết hôn với ông xã Việt Kiều vào năm 2015. Sau đó, nữ diễn viên quyết định tạm vắng mặt trong showbiz để sang Singapore du học. Hoàn thành kế hoạch, Ngân Khánh trở về Việt Nam và dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Vợ chồng nữ diễn viên kết hôn đã 6 năm nhưng chưa có thiên thần nhỏ. Ngân Khánh là mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt. Bên cạnh lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc xinh ngất ngây của cô cũng khiến nhiều người trầm trồ. Vắng bóng một thời gian khá dài trong làng giải trí, nhưng sao nữ gọi giấc mơ về vẫn được khán giả yêu mến, nhiều lần gây chú ý bởi visual không tuổi. Khi được hỏi về bí quyết trẻ mãi không già, Ngân Khánh hài hước tiết lộ có lẽ do chưa sinh con. Chị cũng có già á, nhưng mà chắc tại vì chưa có con đó. Thường mấy bạn của chị ai cũng có con hết rồi, nên mọi người thường thức khuya và cho con bú. Nhiều khi bị áp lực này kia sẽ làm cho mọi người dễ lo lắng nhiều, nữ diễn viên nói. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.